Hello, này các bạn, mình sẽ chơi thử con này nhá. Mày chơi khá là khó nhưng mà mình sẽ cố chơi. Mình sẽ chơi thử. Tận bổ trợ gì đây. Ok, nên là một nick mua nhau nhạc để thị trường mình nhà nick giả chăng không phải đây là nick thật không biết của mình ôi không biết chọn chỗ nào đó. Ok chọn bổ trợ là teleport này. Ô cứ heo đi. Ok nó sẽ bắt đầu vào trận chứ chuẩn là sẽ bắt đầu hôm nay sẽ tập chơi thử chú Zoe à không còn nữa còn nữa. Ok chú thôi thôi em đang gặp đây của mình luôn. Ok thì đây sẽ là video mình chơi thử. Hy vọng mình sẽ chơi không quá ngu. Oh shit. Game mình chưa có gì đây. Anh như kia mà đã gặp những chú mà rất là kinh khủng. Dân nhỉ. Ok nào mình sẽ giới thiệu cái nick này đã tìm được nó trên mạng. Nhớ này. Không nhớ đến nè của nào nhưng mà mình sẽ chọn có hai nick mình mua ở trong web là cái về là hunter.vn này à cái này thêm mình ở đây thì ra mình sẽ giới thiệu là này khá là rẻ là này 15.000 ồ trời kiểu lên trèo nhưng mà game này nó không được tính không nổi tiếng chỉ mới lấy liên minh thôi. Ok thì tôi sẽ chơi. Ok đây là hiếm ai có con này lắm. Con này đích em 15.000 thôi nhưng mà nó không có nhiều tướng, mình không có nhiều tiền mình muốn trải nghiệm con này. Ok ok chỗ này này có là cái là pháp sư thì không tuy không chỉ quen lắm nhưng mà mình sẽ chơi thử. Mình đã tập đầu tập chơi đấu tập rồi nhưng mà mình sẽ quen chơi này. Hiện tại giờ cũng 5 giờ sáng thôi, 5 giờ 28 phút sáng sẽ xem là giờ sẽ ra gì. Ok 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 team của chúng ta chưa mổ chưa mình quên khóa camera là ô vệ có này là tạo nên được phép nó sẽ lên một số đồn đồ khởi đầu thôi đi ra mít đi. À, không cái này mình để ra đây. Ôi mẹ ơi này cũng chưa có rank hy vọng mình không gặp mấy thằng rank cao nó lại chửi
Mình sợ mình sống lên cao. Đấy lần đầu tiên mình đem con này đi đấu đấu ở bản đồ 5 năm với người người ta. Mọi người mọi người ấy. Chứ trước đó là mình dùng cái này đi. Chứ trước đó là mình đã đi đấu para đi đấu luyện tập rồi. Không biết là nó đi đâu nữa. Ok. Chẳng quá, chả nở là thế nào. Cái chú giải xua bên kia rồi. Hình như cái con này nó đang. Ồ, cái con kia nó đang bị support à. Chưa ai chưa đi. Chưa này là. Chưa con này nó khá là dị. Ôi đây, yes. Ôi. Ôi, Yasuo, Yasuo. Ồ. Cũng con vài lình nó vương. Nó cũng chưa quen. Ê, mình xuống đây đi. Để này nó tự gánh đi. Ôi mẹ, đây là con. Trời ơi, cảm giác thân thuộc. Nó ôi rồi. Chuột nó cứ làm sao ấy. Ok. Ôi để ơi em cho em cái mày quả mãi mới có một ít tiền. Người tránh nhanh thế. Ôi trời. Phép còn chưa dịch chuyển. Cướp phèn. Oh. Rồi 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 rồi. Oh. Nó máu như này. Chú hai khá là. Là mấy cái này nữa. Ok, mình chơi hơi ngáo tí. Đúng rồi, mình đã. Ok. Ô vai vai vai. Ô mẹ. Ô sao lại toàn trượt này. Chết trượt, trượt nó chửi mình.
nó chửi mình chứ. Vậy ở đây có đồng đội mẹ em chuột vậy lờ lắm cơ. Oh. Nào. Oh. Dùng bớt chứ như trên mặt. Chưa qua đánh lên như đủ người không đánh nữa. Về đi. Làm gì ấy, cứ đòi. Cứ test ở nhà. Cái này con này đi. Bác sư. À đúng rồi, bác sư. À. Chẳng là cha rất thông thạo Yasuo này. Ô đây. Thời cơ đó mình dễ cho cái thằng này không? Đừng cho ai cần 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 mình chứ sạch lính rồi. Chưa đây toàn bét toàn nhớ là toàn thông thạo cho mùa rồi. Vãi 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 đúng rồi, chưa có thể này được rồi là vãi trưởng. Mẹ bắn chiều rất là gần bắn trưởng ra bắn vào
Người kháng phép à? Người kháng phép sao mà nó đánh không thấm? Khá là bị áp lực chưa nè. Thôi tôi ăn. Đòi về à con? Tôi đâu tôi phải. Ô mẹ. Được. Ô mẹ về ra từ từ. Vãi. Ôi rồi. Ngu rồi. Vãi, không còn ai để pin nữa rồi. Lại về nhà mình sơi bát cơm à? Không, mình lấy vài món đồ đã mình sơi được. Và đùa rồi, ok, thiếu nghiêm túc thì ok được rồi. Được, cũng như là mít gần 6 giờ rồi. Mình cố gắng phải chơi chơi nhanh thì không mẹ mình sẽ giải mật của mình sẽ chết. Con này gần, con này toàn là, con này toàn là con này gần. Đấy chưa. Oh. Chiếc cuối không biết nên dùng không? Chiếc cuối này là nó nắm này chưa chuẩn. Tôi bật cái cây nào. Ôi cái trường con này nó máu quá. Lần nhanh quá mà không kịp trở tay. Cho vài thằng nó sống lại. Ở đây đinh surrender. Xem tìm tìm nào đó. Cảm giác như bị bao vây ấy. Bao vây hai đường.
ra như mình đang bị bao vây hai đường. Ôi chết, sao mình lại không đi tiếp? Đó, đó. Ra dành cả tâm huyết vào đây. Rồi, rồi, rồi. Vãi trưởng. Con này chắc là nó rất là chủ đánh chủ, sợ ba mẹ thì let's go let's go. Đánh lên thôi. Ôi oh. Dựa có chuyện. Vậy món đồ đã trước khi mình khởi hành. Thật là phải lòng. Chim con tưởng còn chưa quen. Nhưng người ta sẽ nghĩ chứ. Để tôi xem rồi đã. Ôi, tôi tưởng giờ có tim ạ. À. Tưởng có giờ nó rút hết mẹ rồi. Rồi đi đâu đây, đi đâu đây, đi đâu đây, đi đâu đi lên đây. Cứ tưởng tim vào này cơ, không nhìn bản đồ. Chú xin ra đâu. Mình sẽ đi cùng với con này. Ôi chết chết lại. Tôi xong rồi nhầm rồi. Kinh nhầm chưa muộn. Giá hết giữa à. Thôi cứ đẩy lên. Ok bắt. Chú giấc ngủ bọn mình gọi tạm thế. Vậy có cả Achis me on my way à, đúng rồi. Thật là tuyệt vời cho lại gặp thanh niên rất là bad gì. Đi đâu đây? Rốt cuộc tôi có thể đi đâu? Nhanh quá. Thôi 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 thôi. Tha em tha em. Quá.
Ma đó. Thì rồi kỹ lưỡng nào, mua cái mũi. Sorry cay nha. Anh bớt cái trụ đi. Ô chết, bắn xong chiêu rồi. Đừng đuổi tao nữa. Kết quả chưa thể đoán được kết quả. Trận đấu thật là kinh khủng và vãi cả lồng này. Mua cái trưởng không, mua bán mẹ cho nó, mua cái mũ. À, quên mất, chưa đi bộ. Concern. Đánh nhỉ? Cứ ra mi đi. Trời ơi, chả biết quá, thật là mông lung. Đừng có đây đi. Cái trưởng nó cấp 11. Mỗi đứa này là mình lại ít farm lính quá. Ở đây ra nó này đi, thật là mông lung nhưng mình không đi ra xem ra. Phát trưởng một số là bên ấy về em gì. Thôi. Vãi lòng. Sao mới chơi căng thế.
Ôi cái rồi. Ở trường mình chơi ngủ mà. Ấy 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 cái chưa con này đi tè. Lập đây đi. Ta đi bắt trước. Ấy về à thôi. Đã xuôi ra rồi. Ở trên 6 giờ thôi. Ấy. Vãi trưởng, cho nên là em đấu với ai? Ôi chết. Tụi em à. Bây giờ xuống ra rồi.
Mãi mới trúng một cái.
Trời ơi. Mày quá là không thể tin. Ôi,